Rồi mình đi qua đi Hunter điện tim nha. Hunter điện tim thì nó thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Nó thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Rồi mục tiêu học tập 6 cái. Đầu tiên là liệt được tiêu chí, liệt kê được tiêu chí phân loại các thiết bị điện tâm đồ lưu động. À, cái bài tên của cái bài là Hunter điện tim, điện tâm đồ, nhưng mà tôi là tích dịch ra thành gọi là điện tâm đồ lưu động nha. Lưu động, lưu tức là lưu chuyển động, cũng là chuyển động, tức là cái điện tâm đồ mà lúc mà bệnh nhân hay là cái người được khảo sát có thể có những cái hoạt động thông thường ở trong ngày, trong nhất thiết là nằm chỗ, giống như là đo điện tâm đồ 12 đạo trình. Cái thứ hai, liệt kê được ưu nhược điểm của các thiết bị điện tâm đồ lưu động. Cái thứ ba, lựa chọn được thiết bị điện tâm đồ lưu động phù hợp với lại trên lâm sàng. Cái thứ tư, trình bày được các mắc điện cực thăm dò điện tâm đồ lưu động. Cái thứ năm, trình bày được vai trò của điện đồ lưu động trong tiếp cận ngất và hồi hộp. Cái thứ sáu, liệt kê được các bệnh lý có thể sử dụng cùng điện tâm đồ lưu động trong tiên lượng và phân tử nguy cơ. Thì mình sẽ thấy rằng là cái gì mà liên quan đến trình bày à, thế tức là yêu cầu cao á, yêu cầu quan trọng á nha, tức là phải có thể nói là được luôn. Còn cái chuyện mà liệt kê ha, liệt kê thì có khi nó không nhất thiết là phải chi tiết của từng cái phải kể là được rồi. Cái chuyện lựa chọn là cái mang cái tính thực hành. À, nói như vậy để biết rằng là mấy anh chị sẽ biết rằng là cái nào mà tôi sẽ chú trọng vào khi cho đề thi, ví dụ như vậy. À. Rồi về nội dung thì mình sẽ có 6 cái nội dung như thế này. Đầu tiên, anh chị sẽ nghe đến Hunter điện tim, Hunter huyết áp. À, vậy thì hồi xưa tôi đi học tôi cũng chẳng biết Hunter là cái gì, tôi cứ tưởng là cái động từ hay là cái tên của cái máy, mà thật sự không phải vậy. Hunter là của cái ông Norman Jefferies Hunter nha. Ông này không phải là bác sĩ, ông này không phải là bác sĩ, ông là nhà vật lý cũng như là dân kỹ thuật viên nhà mình vậy đó nha, dân viên mình. Nhưng mà cái ý tưởng của ổng nó rất là hay, tức là sao, ổng muốn rằng là nếu như mà được thì có thể theo dõi hoạt động điện của tim trong suốt một thời gian dài luôn. Thì lúc đầu ổng chế ra một cái máy mà ông ta chụp cái hình để đời luôn, tức là đeo lên y như là chuẩn bị đến trận vậy đó, tức là đeo nguyên một cái cục bự khủng khiếp ở trên người chẳng hạn vậy. À, thì lúc đầu người ta nhìn vô thì người ta thấy rằng là nó rất là buồn cười. À, và có nhiều người người ta không có được gọi là gì, ủng hộ phương cách này lắm. Nhưng mà đây là một cái rất là hay, ý tưởng rất là hay. Và sau đó cái máy nó không phải bự cồng kềnh như thế này nữa, và sẽ phải thấy rằng là cái giá trị ứng dụng của cái Hunter điện tim nó rất là dữ dằn ngay cả cho đến cái thời điểm hiện tại. Và cái chuyện phát triển về cái dụng cụ để mà khảo sát nó cũng phát triển vô cùng. Tí nữa tôi sẽ trình bày cho quý anh chị như vậy. À, như vậy thì cái bài báo này tôi lấy năm 2014, thì người ta tính đó là cái thời điểm mà ông Hunter phát minh ra cái máy này là 60 năm, thì giờ mình cộng thêm 6 năm nữa thì bây giờ đó là 66 năm rồi. Một cái phương pháp lâm sàng mà nó xài được gần 70 năm thì cũng là cái giá trị dữ dằn. Đầu thì tiến bộ kỹ thuật là gì, từ cái thùng ở trên lưng của à, cái thứ hai, ngoài cái chuyện mà đo điện tâm đồ thì người ta còn có thể đo các thông số sinh học khác, ví dụ như là các thiết bị điện tử, ví dụ như cái đồng hồ chẳng hạn vậy. Ngoài cái chuyện đo điện tâm đồ, người ta còn có thể đo mạch à chẳng hạn vậy. Một số thiết bị khác người ta có thể tích hợp cái chuyện mà đo đường huyết chẳng hạn vậy. À, ngày càng nó sẽ càng nhiều hơn nữa rồi. Cái khả năng lưu trữ nó rất là cao. À, đương nhiên là hồi xưa tôi nhớ từ hồi tôi còn nhỏ, nó cấp 1 hay là cấp 2 gì đó, có một cái điểm B2 là tôi cũng đã mừng rồi. À, sau đó nó nâng lên được cái điểm B4 là tôi còn mừng dữ nữa. Sau đó nó lên cái DCD hay là cái ổ cứng, sau đó nó rút thành cái USB mà tôi rất là khoái chẳng hạn vậy. Thì ở đây cũng vậy này. Hồi đó gọi rằng là để chứa được cái gì mà liên quan đến đến ký đô là bắt đầu là thấy cũng 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 là bự bự rồi. Huống hồ bây giờ nó là tetra byte rồi gigabyte gì đó, nó là dữ dằn. Nên cái khả năng lưu trữ là cái chuyện ha, tiến bộ rất là dữ. Cái thêm cái nữa là gì, truyền tín hiệu từ xa, đo điện tâm đồ. Hồi xưa mình đo xong mình phải đi kiếm người đọc, hiện tại bây giờ gia đình cũng vậy. Chứ còn mà nếu như mà truyền tín hiệu từ xa có thể nó sẽ chuyển thành cái số hóa, mình ngồi ở đây nhưng mà cái tín hiệu của cái điện tim có thể truyền sang cho các chuyên gia để coi cái điện tim của mình có gì bất thường hay không. Cái đó là liên quan đến tiến bộ kỹ thuật rồi. Cái đó là về đại cương. Bây giờ tôi sang cái phần là giới thiệu các thiết bị mà đo điện tâm đồ lưu động. Thì
Tôi sử dụng cái guideline cũng khá mới gần đây ha, mới gần đây thì người ta phân ra rất là nhiều thứ, nhưng mà cái tiêu chí phân loại thì nó sẽ bao gồm 6 tiêu chí sau. Cái thứ nhất là cái thời gian theo dõi. Một số cái phương thiết bị nó chỉ theo dõi trong tính theo bằng phút thôi. À, một số cái thiết bị thì thông thường ở trên cận lâm sàng của mình hay cho cái monitor điện tim thì người ta theo dõi trong 24 tiếng, 48 tiếng. Một số ít nơi thì nó kéo lên tới 72 tiếng. Một số thiết bị có thể theo dõi theo tuần, theo tháng. Một số thiết bị có thể theo dõi theo năm luôn. Đó là liên quan đến vấn đề tiêu chí phân loại theo thời gian theo dõi. Về cách thức lắp đặt thì đa số các cái thiết bị của mình nó là ở bên ngoài cơ thể, bên ngoài cơ thể nha. Nhưng mà anh chị tưởng tượng nếu như nhưng mà theo dõi một cái gì đó mà tính theo năm và phải đeo cái đó ở ngoài cơ thể mà tính bằng năm á thì nó rất là cực và chắc chắn là không có khả thi rồi, cho nên nó sẽ có cái biện pháp khác, tức là cấy vào trong cơ thể, cho nên nó sẽ có cái chuyện gọi là cấy. Cái cách thứ ba là cách thức theo dõi, tức là cái biện pháp đó có thể rằng là nó sẽ khảo sát, nó sẽ theo dõi suốt cái hoạt động điện tim trong cái quá trình theo dõi, nó theo dõi suốt. Còn cái cách thức khác đó là ngắt quãng. Ngắt quãng tức là sao, khi nào bệnh nhân có triệu chứng bấm một cái thì lúc đó nó mới đo, thì lúc đó gọi là ngắt quãng. Người ta còn phân loại dựa theo cái số kênh và cái đạo trình theo như cái định tâm đồ mà 12 đạo định tâm đồ mà Hunter của nhân gia đình, thì hiện tại bây giờ người ta sẽ trả về 12 cái đạo trình luôn. À, trả về 12 cái đạo trình giống như là đo điện tâm đồ cũ vậy đó. Một số nơi thì người ta trả về ít hơn, nó sẽ tùy theo từng loại thiết bị. Và nếu như mấy anh chị mà xài cái miếng dán thì có khi nó trả về đúng một kênh một thôi. À, đúng một kênh một thôi, không có liên quan đến chuyện mà số lượng kênh hay là chuyển đạo. Hệ thống truyền dẫn tín hiệu. À, hệ thống truyền dẫn tín hiệu. Như vậy thì cái hệ thống truyền dẫn tín hiệu này nó quan trọng. Ví dụ như là hiện tại bây giờ là nhân gia đình là sử dụng cái biện pháp gọi là ghi điện tâm đồ mà bằng máy ông tơ 24 tiếng, có khi là 48 tiếng, nhưng mà lưu vào trong máy và sau đó là sẽ phải bung ngược lại vào trong cái máy tính, bằng cách là kết nối của cái dẫn cổng USB và sau đó lấy cái phần mềm để đọc. À, mình đọc tức là mình đi khá là thô sơ chẳng hạn vậy, nó tốt rồi. Một cái số thiết bị khác ý là tôi sẽ nói ra nó rất là gần gũi. À, thì nó sẽ truyền dẫn gọi là trực tuyến luôn, tức là nó sẽ đưa thẳng đến cái trung tâm bằng cái dữ liệu số hóa ở bên kia đại dương, nó vẫn có thể đẩy được như thường. Về cái khả năng phân tích dữ liệu thì về cái khả năng phân tích dữ liệu đó thì có thể là tự động hoặc là có thể có người đọc. À, vậy thì cái đây là một cái tiêu chí khác để mà phân tích xem coi cái thiết bị điện tâm đồ lưu động này nó là thuộc cái nhóm nào. 6 cái cách thức để phân tích ha. Rồi, như vậy thì khi mà mình tổng hợp tổ hợp lại những cái đó, mình sẽ thấy rằng là đây là cái thời gian ha, đây là cái loại, đây là cái cách thức ghi nhận, đây là cái số lượng kênh hay là đạo trình, đây là cái chuyện cái hệ thống ghi hay chẳng hạn vậy. Mình thường thường mình sẽ lưu ý đến thời gian. Tại sao vậy, tí nữa mình chị sẽ hiểu sau khi đến cái phần chỉ định, thì mình sẽ thấy rằng là dưới 1 phút mình có gì ha. Cái chuyện gọi là cái recorder tôi thấy nó không có gì hấp dẫn lắm, nhưng mà cái quan trọng là cái smartphone base recorder, tức là cái mà nó liên quan đến cái điện thoại di động của mình á. Như vậy thì mấy anh chị tôi nói là rất là gần gũi. Tôi không biết là ở đây ai có phải là fan hâm mộ của iPhone, iPad, iMac, iWatch gì đó chẳng hạn vậy, thì cái đồng hồ mà đồng hồ của Apple nó có cái tính năng là ghi điện tâm đồ. Có ai nó đang xài thì dở ra coi thử. Thế hệ mà thứ ba thứ tư trở đi là bắt đầu nó có cái khả năng đó rồi, có khả năng nha. Rồi, nhưng mà nó sẽ ghi trong vòng dưới 1 phút thôi. Ví dụ một bệnh nhân tự nghi ngờ là có run rẩy chẳng hạn vậy, được phát cho cái đồng hồ đó. Mà tự nhiên ngày đẹp trời cái tim nó rộn ràng lên, bắt đầu mở cái tính năng đó lên, thì cái smartphone, cái đồng hồ hoặc là cái điện thoại mà thông minh đó có thể ghi nhận được cái cơn đó là nhịp đó và sau đó sẽ chuyển về trung tâm, hoặc là bệnh nhân đó có thể cầm cái dữ liệu đó đưa cho bác sĩ coi biết nó là cái nhịp gì chẳng hạn vậy. Nó cũng gọi là lưu động, đương nhiên là sai điện thoại di động đi khắp nơi lưu động gọi gì nữa. Kinh điển ha, thì nó sẽ có 24 đến 48 tiếng, mình sẽ có cái counter kinh điển. À, mình sẽ có counter kinh điển. Những cái này thì Việt Nam không có, anh tôi chưa nói nha. Rồi, 3 đến 7 ngày thì mình sẽ có những cái ví dụ như là cái đai đeo, cái gì mà cái áo mặc hoặc là cái miếng dán da,
thường là cái miếng da nó rất là tiện. Nên anh chị tôi tưởng tượng coi mà gắn với mấy cái lòng thòng điện cực ở trên người mà đa anh 7 ngày mà không tắm, nó rất là cực, rất là cực nha, rất là cực. Rồi 1 đến 4 tuần cũng có cái loại đó luôn, cũng có cái loại đó luôn nha. Dưới 36 tháng, 36 tháng là 3 năm đó anh chị, nó dưới dưới chứ có thể lâu hơn cũng được, nhưng mà sợ pin nó không đủ thì lúc đó mình sẽ phải sử dụng cái lúc và cấy được trong cơ thể, cấy được trong da, nó nhỏ xíu à, như cây kim thôi, có thể cấy được rồi ha. Như vậy thì mình hay nhìn vô cái chuyện gọi là phân theo thời gian, phân theo thời gian. Những cái khác thì mình chỉ nhìn xem ở đây rồi. Như vậy thì tùy theo cái từng cái thiết bị và cái khả năng phân tích hay cái khả năng ghi nhận nó sẽ khác nhau. Ví dụ mình sẽ thấy rằng là đây là một loạt cái thông số, thì mình sẽ thấy rằng là counter tiêu chuẩn nó có đủ hết tất cả khả năng để mà phân tích cho bằng hết. Phân tích cho bằng hết, phân tích gì? Phân tích cái loạn nhịp, phân tích thay đổi ST, phân tích cái biến thiên tần số tim, phân tích động học QT, phân tích cái sự thay đổi về cái tần số tim hay là những cái thông số khác liên quan đến cái hình thái của QRS. Đối với đợt trên đội chuẩn là có thể làm được mấy cái chuyện đó, làm được mấy cái chuyện đó. Đối với cái loại mà dưới 1 phút mà đơn giản, dễ sử dụng, giống như là cái iWatch của mình á, thì lúc đó nó chỉ có đúng một cái duy nhất là có rối loạn nhịp hay không. Thì đương nhiên nó nhỏ quá thì sức nó đi làm đến đó thôi, nó không có đủ sức để làm những cái sâu xa thôi. Còn đối với những cái mà nó rất là lâu, ví dụ như là dưới 36 tháng đến là dưới 3 năm, có thể đo, có thể đeo trong 3 năm, thì ngược lại nó cũng chỉ có phân tích rối loạn nhịp thôi. Cái này dễ hiểu cho mấy anh chị. Nếu như mà nó ghi hết toàn bộ mấy cái này chắc là không có cái ổ cứng hay là một cái nơi nào có thể lưu được hết toàn bộ dữ liệu như vậy. Tương tự càng lên thì cái tính năng mà liên quan đến vấn đề mà lưu giữ hình thái nó sẽ bị mất đi, nó liên quan đến cái chuyện là có lưu trữ được hay không. Nhưng mà mình thấy của mình nó vẫn là chuẩn, 24 đeo điện liên tim, không tờ 24 tiếng nó vẫn chuẩn để phân tích hết tất cả mọi thứ. Đó. Đây là những cái hình tôi giới thiệu cho mấy anh chị coi. Đầu tiên đó là Hunter đấy, là cái máy đeo chẳng hạn vậy, có thể là máy đeo. Mình sẽ thấy đây là Hunter, đây là cái mà cái ghi nhận biến cố, và đây là cái loop, loop tức là cái vòng lặp, tức là cái hệ thống ghi trữ lưu trữ nó rất là lớn. Rồi thì mình thấy cái cách thức của nó là cái gì, nó là cái hệ cũ nha, nó sẽ hiện tại bây giờ cũng đang xài, tức là gắn những cái điện cực lên trên cái đạo trình lên trên cái người của bệnh nhân, sau đó thu cái tín hiệu về trong một cái chỗ mà lưu trữ ở đây, thường nó là đeo trong 24 đến 48 tiếng. Đối với cái ghi nhận mà ghi nhận biến cố này thì bệnh nhân sẽ được phát cho một cái máy. Nếu như mà bệnh nhân có cái gì đó liên quan đến hồi hộp, liên quan đến chóng mặt, say sẩm mà nghi ngờ rối loạn nhịp, thì người ta sẽ áp cái máy lại lên ngực người ta bấm, thì lúc đó là đồng thời với cái biến cố đó mình sẽ đo được là cái điện tim lúc đó là nó là cái gì. Còn đối với cái lúc lúc tức là sao, khi mà mấy anh chị nghe nói chữ lúc tức là biết là khả năng lưu trữ nó cao rồi, thì nó cũng hao hao như là cái Hunter, chỉ có điều là nó đeo tới 30 ngày, là đeo 30 ngày. Rồi đó là thế hệ cũ, tôi chưa có tưởng tượng được là đeo 30 ngày rồi như thế này thì chắc cũng phải để dành thời gian ra tắm, thì có khi lúc đó mình sẽ mất một khoảng thông tin chẳng hạn vậy, đi ngủ. Mà tôi không biết rằng là đeo miếng dán 30 ngày như thế này người ta có khó chịu không, tôi nghĩ là rất là khó chịu. Thế hệ mới hơn thì mình sẽ thấy rằng là có cái miếng dán đây, dán có 2 miếng này là đủ không, dán 2 miếng này là đủ không. Rồi và sau đó là tiến triển hơn nữa, cũng là có thể là ghi nhận biến cố đó, nhưng mà lúc này là mình sẽ có một cái là mình phát về cho cái trung tâm xử lý, ví dụ như là có một cái trung tâm, các bác sĩ chuyên và đọc cái điện tim chẳng hạn vậy. Nếu như cái người này mà ghi nhận có biến cố, áp vô mà đo, bấm đo một cái thì nó sẽ chuyển về cái trung tâm đó nên mà xử lý luôn. Đó. Còn đây là cái gì? Tức là nó cũng tương tự như vậy mà đeo lên tới 30 ngày. Ở đây hồi nãy tôi nói nó hơi hơi nhầm chút xíu. Ở đây mấy anh chị sẽ thấy là cái ông này ông đang cầm một cái thiết bị mà lưu trữ ở đây. Cái máy này nó đo xong nó sẽ chuyển về đây, sau đó ông sẽ phải gửi cái này về cái nơi trung tâm để mà xử lý. Còn đối với cái dòng máy mà real time, tức là tự nó sẽ phát cái tín hiệu mà truyền thông từ cái này liên tục luôn đến cái trung tâm xử lý để có thể người ta coi có cái này gì hay không. Rồi như vậy thì giá trị chẩn đoán của các thiết bị, hồi nãy tôi có nhắc anh chị
rằng là mình phải lưu ý đến cái thời gian theo dõi của các thiết bị này, tại nó cực kỳ quan trọng để mà mình có thể chọn lựa cái xét cái cận lâm sàng may ra nó mới chụp được cái cận đó nha, chụp được cái cận đó. Mình chọn còn lớn hơn được không? Được hay không? Nhưng mà không ai chọn 3 năm hết trơn, tại không cần thiết. Nhưng một người nói rằng người là 2 3 ngày cả tuần nghỉ là để tôi mới có một cơn, thì có khi mình sẽ phải chọn những cái thiết bị đo trong một tuần cho nó làm ra cái tuần, bây giờ cái như vậy nó bao phủ được cái khung thời gian mà cái xuất hiện triệu chứng của bệnh nhân, và sẽ phải chọn cái loại xin xin chút, tại cái này nó liên quan đến tính mạng của bệnh nhân để mà có thể ra được bắt được cái cơn đó chẳng hạn vậy. Rồi như vậy thì đó là cái cách mà chọn lựa, chủ yếu là chọn lựa dựa vào cái thời gian mà xuất hiện của cái triệu chứng. Tuy nhiên nó đi cũng phải nói lại, đôi khi mấy anh chị sẽ thấy rằng là tụi tôi ngay cả ở những nơi lớn như bệnh viện đầu y trường, bệnh nhân khai lâu lâu có một lần tụi tôi vẫn phải đưa cái Holter điện tim có hôm 4 tiếng hoặc là 48 tiếng ra xài. Tại sao vậy? Tụi tôi hết đồ để xài rồi, tụi tôi chỉ xài cái đó thôi, và tôi kỳ vọng là trong vòng 24-48 tiếng có thể nó không có bắt được cái cơn mà dữ dằn như vậy, tức là không có bắt được cái cơn nhanh thất dữ dằn như vậy, nhưng trong cái 24-48 tiếng đó tụi tôi có thể bắt được những cái đợt ngoại tâm thu thất mà từ đó tụi tôi có thể phiên ra là bệnh nhân này có khả năng là có rối loạn nhịp chẳng hạn vậy. Cho nên cái việc chọn lựa có khi nó còn phụ thuộc vào cái nơi sở tại mình có cái gì, mình xài cái gì chẳng hạn vậy. Và cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện là gì, có khi tôi đo một lần chưa ra gì cả vẫn còn nghi quá thì tôi cho tiếp tục đo lần nữa, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, đó là cái cách xoay sở trên lâm sàng nha. Thì mình mới thấy rằng là như vậy thì nó sẽ liên quan đến khả năng lưu trữ, thì rõ ràng là như vậy. Anh chị sẽ thấy rằng là nếu như cái thời gian ghi nhận là dưới 1 phút cho đến dưới 3 năm thì mình sẽ thấy là cái giá trị chẩn đoán nó từ từ nó tăng lên nha. Từ từ nó tăng lên, từ nó tăng lên, kể cả đối với đầu người thì họ hồi hộp đến đối ngực hoặc là ngất ỉ cơn cũng là giá trị sẽ tăng lên. Anh chị thấy hơi lạ có sao kỳ vậy? Sau cái event recorder event recorder là chẩn đoán được cái số loạn nhịp tức là dưới 60 giây á nhiều hơn, tương đương với lại những cái lâm sàng khác trong 3 đến 7 ngày hơn là cái Holter thông thường. Cái đó dễ hiểu mấy anh chị, tức là nếu như bệnh nhân mà có thể cảm nhận được cái hồi hộp mà có thể sử dụng được cái iWatch, cái điện tâm đồ, cái Apple á, để mà nhận diện ra cái cơn đó và đo liền ngay lúc đó thì đương nhiên cái khả năng mà xác suất bắt được cái cơn đó là gì rất tốt. Nhưng mà mình chỉ phiên qua đi, ngất đúng không, ngất là thua, ngất là gì bấm, ngất là thua, đột quỵ thua luôn đó là cái chuyện gọi là sử dụng hay là chọn lựa và cái giá trị của từng cái khảo sát của cái Hunter. Tôi đi qua cái hiệu gọi là cái giới hạn và cái tiện lợi, cái giới hạn cũng như là cái tiện lợi của từng cái phương pháp một. Thế anh chị đọc anh chị có thấy, và tôi chỉ xoáy sâu vào cái Hunter của mình hiện tại bây giờ đang sử dụng thôi nha. Rồi như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái tiện lợi của nó là cái gì, thì nó sẽ ghi nhận được hết tất cả các thông số luôn á, và có thể đo được tới 12 đầu trình đầy đủ luôn, đầu trình đầy đủ luôn. Rồi ý thứ hai là gì, nó rất là thông dụng, tất cả các bác sĩ hầu như đều biết đến cái phương pháp này hết, và cái phần mềm bây giờ nó cũng rất là dễ dàng sử dụng, nó rất là thân thiện với anh chị, mà người ta đo sẵn cho mình luôn, mình lên mình chỉ check lại cái gì mình nghi ngờ thôi, chứ rất là tiện. Về cái hạn chế của nó rồi là nó có cái chuyện gọi là cái gì, cái máy mà cái Hunter này á thì nó có hai loại, có cái loại nó tích hợp cái chuyện mà ghi nhận biến cố, tức là nếu như bệnh nhân mà có cái biến cố thì nó tích một cái để báo rằng là trong cái điện tâm đồ đó nó có cái dấu màu đỏ nó hiện ra hoặc màu đen nó hiện ra, và các bác sĩ khi mà coi trên cái xử lý số liệu sẽ thấy rằng là tương ứng với lại cái biến cố đó thì có rối loạn nhịp gì hay không. Nhưng mà có một cái khác, nó là cái gì, tự cái máy nó có thể nó ghi nhận, người ta thấy rằng là kể cả bệnh nhân click
hay là kể cả máy nó ghi nhận đi nữa thì thường thường nó không có tương xứng cái chuyện đó à, thường thường nó có tương xứng với mấy chuyện đó, nó không bằng cái iWatch. Khi mà mình dán trong 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày cái điện cực thì nó dễ bung, cho nên khi mà làm ở nhân gia đình đó, thì các điều dưỡng người ta rút kinh nghiệm, tức là người ta lấy cái miếng băng keo mà dán vết thương, hoặc là dán vết thương và dán băng keo vải mà hay sử dụng ở trong 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 khoa phòng đó. Người ta mỗi điện cực người ta dán thêm 3 4 nhát đi nữa để dự phòng là mồ hôi ra nhiều quá nó bung ra à, nó bung ra. Nhưng mà dán như vậy thì nó lại dẫn đến cái chuyện khác, tức là một số bệnh nhân chịu nổi tức là ngứa, rồi bắt đầu lại có cái chuyện gọi là nó kích ứng, rồi bắt đầu lại có cái chuyện là nó mồ hôi nó ra thì nó chỉ giữ được một phần thôi, bắt đầu nó di lệch là nó bung ra, nó cũng khó tránh được cái chuyện đó, cho nên nó khó chứ không phải là dễ này ha. Cái bất thường, cái hạn chế nữa nó là cái gì, giống như nãy tôi có nói đó, nó ghi vào trong một cái máy và cái máy nó phải được bung ra vào trong một cái máy tính để có thể khảo sát, và cái khảo sát đó người khảo sát đó à, phải chờ người ta đọc. Cho nên đôi khi tôi dạy nội trú tôi phải nói với là mấy em nội trú mình là chịu khó đi xuống dưới phòng hunter, tại vì đó ta ứ máy nhiều lắm à, đọc không kịp, mình phải nói cho các đồng nghiệp của mình ở dưới đó là bệnh nhân này nguy cơ cao về vấn đề sợ nhất là nhanh thất gì đó chẳng hạn vậy, cho nên nhờ đọc giùm thì lúc đó xuống mới được ưu tiên đọc, chứ không có chuyện mà đọc liên tục à, đọc liên tục chẳng hạn vậy. Rồi cái đó là cái mà cái hunter. Còn cái chuyện mà cái miếng dán thì tôi nói chút xíu về cái miếng dán. Cái miếng dán nó anh chị thấy nó rất là lợi hại nha, nó chỉ là hai cái điện cực thôi, nó giống y như một cái thước mà nó ngắn ngắn vậy, nó phải dán hai đầu à, dán hai đầu thì cái chuyện tiện lợi mình khỏi bàn rồi, chuyện tiện lợi thì mình khỏi bàn rồi. Tuy nhiên cái khả năng mà khảo sát nó chỉ có một cái vùng đó thôi, chỉ có một kênh thôi, cho nên nó chỉ đánh giá được cái chuyện này là có rối loạn nhịp hay không thôi, chứ còn mấy cái tính chất khác thì khả năng đánh giá không nổi, đánh giá không nổi. Tôi đi qua những cái giống như bên này thì mấy anh chị chắc là coi thêm, tại Việt Nam của mình thì hầu như là không có mấy cái chuyện này. Rồi vậy thì để mà lựa chọn hả, sao vậy? Thầy cho em xin hỏi cái ai quá chứ thầy, là cái đó nó đo được cho mình bao nhiêu chuyển đạo vậy thầy? Em nghĩ nó đo được bao nhiêu chuyển đạo? Chắc là một, mà nó lấy chuyển đạo nào hay mình có chỉnh được không thầy? Không, cái đạo trình của nó chỉ là muốn đo được á, là muốn đo được cái chuyển đạo á, muốn đo được cái chuyển đạo thì phải có hai cái đầu à, hai cái đầu thì cách đo nó là cái gì, bản thân cái iWatch mà nó đóng vô chỗ cái tay á là nó là một đầu, còn muốn đo thì phải có cái đầu khác, tức là lấy cái tay còn lại đụng vô cái chỗ mà bạn bạn thì có nó mới lúc nó mới kín được cái chuyển đạo thì mới đo được, chỉ đo được một đạo trình thôi. Còn mấy em hỏi rằng là nó là D2, D1 hay D3, tôi trả lời không được, tại vì nó không lại gì hết á, được chưa? Nhưng mà nó giúp mình đánh giá được có rối loạn nhịp hay không, nó giúp cho mình đánh giá được có rối loạn nhịp hay không nha. Rồi như vậy thì vậy là bạn này có iWatch gì Không có này. à. Mà ngoài cái iWatch ra nó còn có nhiều cái đồng hồ thông minh khác nha. Lúc mà tôi đi bên châu Âu tôi thấy ông thầy của tôi cũng mua một cái, tôi nói là tao thích cái này lắm nè, tao thấy nó rẻ, tao mua cho tao xài thử. Cái ngày hôm sau vô thấy mặt ông bí sĩ, lý do là ông xài hàng của bác Hồ ở Cẩm Đào á, rồi nó chạy được thua, nhìn nó mã rất là tốt mà đo không được, tôi cũng chịu thua luôn. Nên hiện tại bây giờ tôi thấy những cái mà có thể đo được, tôi thấy chứng kiến ngay trước mắt luôn đó là cái iWatch nó không, chứ còn mấy cái khác là tôi cũng thấy, tức là Apple nó vẫn tốt, mấy cái khác thì chưa có được chứng kiến. Như vậy tiêu chí lựa chọn thiết bị nó là cái gì? Thì đầu tiên đó là phải coi cái giá trị chẩn đoán theo dõi phân tầng nguy cơ, đúng không? Nên chị coi coi chỉ đánh giá rối loạn nhịp thôi thì cái Hunter giống như cái iWatch đó thì có khi là cái giá trị nó rất là cao á, chị có định nó tốn tiền, thì phải coi là cái chi phí hiệu quả. Và nếu như mình chị muốn đánh giá toàn diện hết tất cả mọi thứ và thì có khả năng đó là cái Hunter thì nó mới phủ hết tất cả mọi cái thông số à, cái sự tiếp nhận của bệnh nhân nó chẳng hạn vậy à, bắt người ta đeo trong vòng 3 7 ngày mà sử dụng cái thiết bị mà dán đầy ngửa trên có khi ta không chịu đâu, có khi ta không chịu. Và cuối cùng đó là cái điều kiện thực tế trên nó sở tại, đó là liên quan đến cái yếu tố của mình nữa, về chuyên môn nha, cái sở tại ở ngoài chuyên môn đó nha. Còn về chuyên môn thì mình phải tôn trọng, rất là quan tôn trọng cái chuyện là tần suất của cái triệu chứng à, tần suất cái triệu chứng, cái tình trạng của bệnh nhân và nguy cơ rất là nhiều nguy hiểm. Giống như nãy tôi nói đó, nếu như tụi tôi vẫn nghi ngờ có khi tụi tôi sẽ lặp đi lặp lại cái thông tin tới luôn nhiều lần,
nếu như tụi tôi không có cái lúc mà cái tôi đoán được không có đủ hàng xài thì bắt buộc tụi tôi phải lặp đi lặp lại cái chuyện đó nhiều lần. Rồi tôi đi qua cái này nhanh thôi, tức là thu nhận xử lý và phân tích dữ liệu. Đầu tiên là thu nhận thì phải mắt điện cực, thì cái mắt điện cực của mình đó thì mình hay sử dụng có hai phương pháp mắt để mà nó ra cho được, tôi đang nói cái Hunter điện tim đó nha, để mà nó ra cho được cái 12 cái đạo trình, thì bao gồm là cái phương pháp gọi là Masanika, tôi dịch ra là tiệm tiệm chuẩn, tức là sao nó gần với lại đo cái phương pháp 12 đạo trình thông thường. Thì mình biết là 10 đo 12 đạo trình thông thường thì bao gồm là mấy cái điện cực ở chi, tức là mấy cái điện cực trước ngực, đúng chưa? Nhưng mà nếu như mà mình gắn cái điện cực ở chi á thì bệnh nhân sẽ rất là giống múa rối, tại vì dây nó thòng ra ngoài tới đó luôn thì không ai chịu đâu, đảm bảo. Cho nên Masanika là người ta dời những cái điện cực ở chi vào lên trên ngực, thì mình sẽ thấy là RA tức là thay thế cho cái tay phải, LA thay thế cho tay trái, và LL với là thay thế cho cái chân bên trái, tức là gắn lên trên ngực của bệnh nhân, thì lúc đó cái giá trị, cái sự chấp nhận của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn, được chưa? Những cái đạo trình còn lại RL gì đó thì để ngay giữa xương ức, còn cái đạo trình từ V1 tới V6 thì y hệt như là một cái cách đo thông thường, được chưa? Như vậy thì tôi nhắc lại về cái cách mắt điện cực, thì nó sẽ có cái cách mắt mà tiệm chuẩn như vậy, tức là gần cái chuẩn như vậy, tức là gọi là cái phương pháp gọi là cái Masanika. Masanika bên chị coi cách mắt như thế này, tại vì chắc là trong cái phần thực hành, trong cái chỗ trung tâm huấn luyện kỹ năng y khoa đó, thì có một cái section liên quan đến cái chuyện gọi là cái tờ điện tim, thì lúc đó người ta sẽ chỉ cho bên chị cách mắt cái điện cực theo cái cách thức này. Và đối với cái Hunter điện tim, người ta còn có một cách mắt khác nó dễ hơn, tức là cái cách mắt của hội tim châu Âu đó, tức là EASI, tức là thay vì dùng lòng thòng một mớ cái điện cực như vậy thì bây giờ người ta chỉ sử dụng có 5 cái điện cực thôi, và người ta đánh giá theo cái chữ A, để bên A chữ ơ ngay giữa xương ức, A thì để hai bên cái chỗ cái vùng vùng nách này, thì mình chỉ biết rồi ha. Rồi cái xương ức có thể được chia làm ba, tức là cái khúc mà cán ức, cái khúc giữa xương ức và cái mũi mỏ mũi kiếm của xương ức, thì chỉ cần đặt 5 cái điện cực này thì đỡ gắn vô cái vùng mà ở đây, nếu mình chỉ biết là mình di chuyển hay mình làm gì đó thì cái vùng mà trước ngực của mình nó cử động khá nhiều, nó dễ bị bung, nên nếu mình đặt những cái vị trí mà tương đối là nó bất động như thế này á thì đỡ cái chuyện mà bung cái điện cực ra, bệnh nhân cũng cảm thấy thoải mái nữa. Rồi vậy thì từ năm cái đạo trình này, năm cái điện cực này, người ta sẽ chuyển ra đủ thành 12 cái chuyển đạo để cho các bác sĩ có thể đọc được. Nhưng mà mình lưu ý nha, đối với cách mắt như thế này á thì đây người ta gọi là cái hình dựng, tức là sao cái thuật toán cái hệ thống người ta xử lý để ra cho được 12 cái đạo trình, chứ nó không phải là 12 đạo trình giống như cái nãy, nó không phải 12 cái đạo trình giống cái nãy. Cho nên phân tích rối loạn nhịp được không? Được, nhưng mà phân tích về hình thái đừng hòng, không bao giờ được. Phân tích rối loạn nhịp thì được, tại vì rối loạn nhịp mình chỉ coi cái P rồi QRS, cái sự thay biến đổi mối liên quan nó như thế nào ha, nhưng mà phân tích về hình thái, ví dụ như là từ trên lên trên xuống, rồi cái vấn đề block nhánh hay là các vấn đề liên quan đến lớn thất lớn nhĩ đó, đừng hòng, không bao giờ làm được, không bao giờ làm được nha. Và đó cũng không phải là cái vai trò của cái Hunter điện tim nữa, cho nên đừng kỳ vọng mình nên có thể làm được mấy cái chuyện này. Cái mắt hình cực tiếp theo nó đối với cái vấn đề miếng dán, như vậy thì nó sẽ có là hai, đây cái miếng dán của mình nó sẽ có là hai cái đầu dán đây, và hai cái đầu dán mà vậy nếu như nó khép kín được trên người bệnh nhân thì có thể đo được một cái kênh rồi, một cái chuyển đạo ra được rồi. Và nó sẽ có một cái luôn, một cái miếng này là cái nút bấm để mà liên quan đến cái triệu chứng, nếu như bệnh nhân có triệu chứng hồi hộp chọt nó một cái thì lúc đó cái kết quả nó trả về nó sẽ có một cái miếng đỏ gì đó nó nằm ngay trên cái băng cái nhịp, và lúc đó người ta sẽ coi tương ứng ngay cái thời điểm mà có cái vết đỏ đó thì cái điện cực, cái băng điện cực đo ra cái nhịp gì, có phải là rối loạn nhịp hay không nha. Như vậy thì ta gắn ở đâu, ta có thể gắn V3 V5 gắn V3 V5 hoặc là tùy theo cái vùng cần khảo sát ở chỗ nào thì có thể gắn vô đó, vậy thôi. Nãy giờ mình đang tính đến chuyện là thu nhận tín hiệu, bây giờ mình sẽ qua vấn đề truyền dẫn tín hiệu. Thì truyền dẫn tín hiệu thì có thể là người ta sử dụng cái giống như là cái USB rồi nãy chép, nhưng nếu như mà xịn nó thì người ta sẽ truyền dẫn qua cái thiết bị tự động, thì có thể là qua GPIS hoặc là qua Wi-Fi hoặc là qua Bluetooth, cái gì dẫn cũng được hết.
và để cho truyền dẫn cái đó thì không thể nào ta đưa nguyên mấy cái hình điện tâm đồ được, cho nên người ta sẽ phải mã hóa thành những cái con số 1212 gì đó, F0101 gì đó, để có thể đơn giản hóa và chuyển về cái trung tâm, cũng như là đảm bảo vấn đề bảo mật chẳng hạn vậy, đảm bảo vấn đề bảo mật. Ví dụ như là một cái nguyên thủ quốc gia nào đó sử dụng cái iWatch, mà nếu như mà tự nhiên không nó ra cái thông tin đó mà không được mã hóa, người ta có quyền kiện á chẳng hạn vậy ha, quyền kiện nó tại vì ảnh hưởng rất là nhiều thứ, và khi mà truyền đến cái trung tâm thì người ta có thể xử lý được. Như vậy thì cũng giống như là cái hệ thống máy tính của mình, nó phải được mã hóa và sau đó nó phải chuyển hóa, chuyển cái mã trở lại như ban đầu để mà có thể phân tích được, xử lý tín hiệu. Giống như nãy tôi nói nha, thì tất cả các thiết bị đều phải số hóa được hết à, phải được số hóa thì mới chép đi được, chứ không thể nào mà chuyển thành cái hình ảnh PDF hay là gì, không có bao giờ cái chuyện đó. Cái tín hiệu được khuếch đại lên và lọc nhiễu đi à, chính cái chuyện này có khi nó cũng khiến cho cái chẩn đoán của mình có vấn đề, đôi khi nó khuếch đại lên dữ dằn quá, cho nên cái hình ảnh mấy cái sóng nó bị biến 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 dạng cái hàng vậy. Và đôi khi cái lọc nhiễu dữ dằn quá, thí dụ một cái rung nhĩ sóng nhỏ nó lọc được hồi nó thành thẳng băng, cứ tưởng là nhịp bộ nối, không phải ha, không phải. Rồi chuyển tín hiệu thành các sóng à, cái số lượng kênh, số lượng đạo trình càng nhiều thì cái tín hiệu nó càng chính xác, cái chuyện này đương nhiên rồi, chuyện này đương nhiên rồi. Mấy anh chị mà đo mà 12 à, 12 cái đạo trình, đương nhiên mình cái khả năng phân tích của mình nó sẽ tốt hơn. Mấy anh chị đo ra mà chỉ có một kênh thôi thì mà cái kênh nó bị nhiễu, thua, những cách gì mà có thể làm được hết. Rồi hệ thống xử lý tín hiệu này sẽ giúp cho mình đánh giá nhiều thứ tự động, ví dụ như là sự thay đổi tần số tim à, HRV. Cái thay đổi tần số tim này thì không thể nào mà mình lấy máy tính mình bấm được hết, chỉ có cái hệ thống xử lý tín hiệu nó dựa theo những cái tín hiệu đó, nó đọc ra được là tần số tim của bệnh nhân ban ngày ban đêm thời gian như thế nào, và nó vẽ thành cái biểu đồ để coi coi cái sự thay đổi tần số tim đó nó có đúng như là người bình thường, nó có bị giảm không, nếu như bị giảm coi chừng đó là yếu tố tiên lượng trong cái trường hợp của bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp hoặc là suy tim chẳng hạn vậy à. Mà nếu như nó nhiều kênh thì nó có thể nó lọc ra những cái thông tin chính xác, tại vì nếu những cái kênh này nó nhiễu thì nó sẽ nhảy sang cái chỗ khác để nó kiếm thông tin, nó càng chính xác càng tốt. Chứ còn nó ít kênh hoặc một kênh nó có khi nó đọc nổi nếu như cho nó bị nhiễu. Đó là cái chuyện gọi là hệ thống xử lý tín hiệu. Tại vì mình nhắc lại nha, counter điện tim nó là đầu tiên nó phân tích nó là gì, thì mấy anh chị lúc mà mở ra đọc thì đầu tiên nó đọc y là đọc điện tâm đồ vậy đó, về rối loạn nhịp, nhưng giá trị nó không có dừng ở chỗ và rối loạn nhịp không, mà nó còn nhiều thứ khác, giống như hồi nãy tôi có nói với anh chị à, rất là nhiều thứ khác, thì nó phải cần đến thời tiết hệ thống xử lý tín hiệu. Rồi bây giờ phân tích và diễn giải kết quả thì những dữ liệu có thể phân tích theo cái kiểu gọi là offline à, offline tức là điện tâm đồ Holter chuẩn của mình đó, thì mình sẽ bung ra trong cái máy tính và các bác sĩ nhà mình sẽ xuống và sẽ mở nó ra à, có thể mở từng cái băng nhịp ra đọc, hoặc là sử dụng cái hệ thống xử lý tín hiệu mà nó đã giải quyết hết tất cả mọi thứ, nó ra kết quả thì mình coi lại, nghi ngờ thì bắt đầu mình lôi cụ thể cái băng nhịp đó ra mình đọc. Có thể rằng là cái hệ thống tín hiệu đó được chuyển à, đến cái trung tâm, ví dụ như là cái iWatch đó, người ta có thể chuyển ra cái trung tâm của bên Mỹ chẳng hạn, thì lúc đó có người sẽ coi cái bảng điện tâm đồ mình đo được lúc đó là cái gì, người ta sẽ gửi cái chẩn đoán là gì cho mình. Hình như cái câu hỏi thiêu của tôi có cái câu đó. Về phần cái kết quả thì người ta sẽ trả về cho mình cái gì, đầu tiên là phân tích định tướng định tính, bao gồm là nhịp gì, có rối loạn dẫn truyền hay không à, rối loạn dẫn truyền hay không. Phân tích định lượng là cái gì, là cái nhịp này là nhịp trên thất hay là nhịp thất, số lượng nó là bao nhiêu phần trăm hàng ngày, người ta trả về như vậy. Ví dụ người ta nói luôn là ngoại tâm tu thất à, chiếm 5% tổng số cái nhịp chẳng hạn vậy, lúc đó mình sẽ biết là ngoại tâm tu thất này có ý nghĩa hay chưa, ví dụ như vậy. Rồi các thông số khác, ví dụ như thay đổi về ST, độ biến thiên tần số tim, đồng hồ của QT, ví dụ như trong trường hợp mà điều trị bệnh nhân rối loạn nhịp mà cái QT mà nó dài toàn lòn hay chẳng hạn vậy à, thì coi chừng nó có chuyện đó, hoặc là thay đổi sóng T. Đó là những cái thông số mà người ta có thể trả về cho mình. Thông thường bên chị sẽ thấy hai cái đầu tiên, chứ còn HRV thay đổi ST đồng hồ QT thì người ta trả trong cái bản kỹ thuật, tức là trên máy nó in ra thôi, nhưng mà các bác sĩ nhà mình bất khi nào mà lưu ý đến chuyện này, lưu ý trong phân tích kết quả thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai cái phần sai, dễ sai. Mình ngại nhất là cái vai trò quan trọng của cái Holter là vấn đề đọc nhịp, mà nhịp nó mà sai mình rất là ngại. Cái sai đầu tiên là liên quan đến artifact, artifact tức là cái ảnh giả, thì mấy anh chị sẽ thấy rằng là có khả năng nhìn đây cho nó dễ ha,
có khả năng là có cái hình ảnh giả, rối loạn nhịp thất. Đây, hình B đây mình thấy, nhìn vô cái băng này mình thấy là phức bộ nó giãn rộng ra, rẽ tê tê thay đổi thứ phát và nhìn y như là một cái trường hợp nhịp thất. Nhưng mà cái đó nó chỉ là do cái vấn đề nhiễu động hay là xử lý của cái băng nhịp của cái máy ngay cái thời điểm đó thôi. Mình nhìn cái đạo trình khác cùng đo cùng thời điểm mình thấy phức độ nó vẫn ngon lành như thường. À, thì có khả năng cái này nếu có nó chỉ là một cái rối loạn nhịp nhỉ thôi, nhưng mà do hoặc là cái máy nó xử lý nó không có được tốt cho nên nó ra cái kiểu y như là một cái trường hợp mà nhanh thất ở đây. Một trường hợp khác mình thấy đây nó còn kinh dị nữa ha, nó bung nó ác liệt hơn nữa, mình cứ tưởng nó là một cái rung thất gì đó hay là nhanh thất gì đó chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mình nhìn qua bên đây mình sẽ thấy là phức bộ nó hẹp thôi, phức bộ nó hẹp thôi và thay đổi ST có vẻ như nó có trục trặc ở chỗ này. Nó có khả năng cái này nó không phải là nhanh thất mà do cái vấn đề xử lý nó có vấn đề cho nên mới ra cái hình ảnh méo mó biến dạng như vậy. Điều đó mới thấy rằng là càng có nhiều kênh mình càng đọc được tốt, chứ còn có một kênh đúng cái hình ở trên thay đưa chỗ này thì chịu chết, cách gì mà có thể đọc được nữa. Rồi thì cái artifact này có thể là do gì ha, do là bệnh nhân lúc đó quạo quọ gì đó chẳng hạn vậy, lắc tới lắc lui, nhưng có thể tuột cái điện cực chẳng hạn vậy. Chuyện thứ hai là gì, nó mất cái tín hiệu là do gì, máy nó hết pin, hay là cái chuyện gọi là truyền dẫn nó có vấn đề, hay là cái chuyện gọi là cái điện cực đó nó dán nó không sát chẳng hạn vậy ha, cho nên cái thông tin nó không có. Thì có cái artifact thì mình chịu rồi, thì đó là cái yếu tố bên ngoài mình chỉ có thể kiểm soát bằng cách là dặn điều dưỡng của mình hay dặn bệnh nhân của mình tuân thủ trong cái quá trình mà dán thông tơ điện tim, đừng để nó bung ra. Nếu nó bung ra thì cách thức nào để dán lại, dán được thì đi vô bệnh viện để người ta dán cho, thí dụ như vậy. Rồi, sai sót từ người đọc kết quả, cái này mới sợ. Tôi nói với anh chị rằng là đọc cái Hunter điện tim liên quan đến nhịp chính là đọc điện tim, cho nên nó sẽ không có cái bài nào mà chỉ đọc Hunter điện tim đâu, nó chỉ là đọc điện tim thôi. Thành ra muốn đọc được Hunter điện tim cho nó xịn đó, mình đừng có để sai sót từ người đọc kết quả, thì mấy anh chị phải tốt nghiệp cái khóa này, tất cả các bài liên quan đến nhịp nó phải ngon lành, nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, rồi rung thất, rồi ngoại tâm thu, tất cả mọi thứ nó phải ngon lành, thì cũng đó mới tránh được cái chuyện là sai sót từ người đọc kết quả. Tôi đi qua cái chỉ định. Thì đầu tiên cái chỉ định liên quan đến phục vụ chẩn đoán thì nó sẽ có liên quan đến ngất. À, ngất là một trong cái triệu chứng mà nó quan trọng liên quan đến rối loạn nhịp. Ngất là tình trạng mất tri giác thoáng qua, giảm lưu lượng máu lên trên não. Thì nó có thể liên quan đến nhịp, nó có thể liên quan đến cái vấn đề gọi là phản xạ. À, như vậy thì để chẩn đoán thì cái chuyện mà đo Hunter để coi trong cái cơn ngất nó có rối loạn nhịp hay không. Ví dụ tiêm bóp nó không hiệu quả, máu lên không đủ, cho nên thiếu máu não thoáng qua nó gây ra ngất, phải có hay không nha. Như vậy thì để xác lập được cái chuyện gọi là ngất này có do rất là nhiều hay không, thì cái Hunter nó phải làm cho bằng được hai cái. Cái đầu tiên á là cái điện tâm đồ lưu động này nó phải phát hiện ra được biến cố rối loạn nhịp quan trọng. Ví dụ bệnh nhân ngất đến với mình cho đo điện tim trả kết quả về nó ra rối loạn nhịp thiệt, nhưng nó là lỗ ngoại tâm thu nhĩ lẻ tẻ, thì đừng hòng cái nó quan trọng mình nhắm mắt mình nói luôn nó không nghe ra ngất được, không thể, không thể. Và cái thứ hai, tạo lập mối quan hệ giữa rối loạn nhịp và triệu chứng. Sáng nay tôi có một ca y hệt, bệnh nhân có nhịp chậm khoảng chừng 50, 55, 58 lần trên phút. À, trước đó bệnh nhân là 84 lần trên phút, cho nên để cho kỹ lưỡng cũng như là để nội trú nó học, thì cho đo để đo Hunter điện tim. Hunter điện tim trả về là tần số tim của bệnh nhân là khoảng 59 lần trên phút, chẳng có cái lúc nào mà nhịp chậm dữ dằn. À, tôi cho đo điện Hunter điện tim đối với bệnh nhân khai với tôi là bệnh nhân chóng mặt say sẩm như đó chẳng hạn. Thì lúc đó tôi hỏi anh câu, lúc đó tôi hỏi anh câu rằng là cô bây giờ cô có say sẩm chóng mặt nữa không, thì cô nói rằng là tôi vẫn có say sẩm chóng mặt. Như vậy thì cả hai điều kiện nó đều không có khoảng, tức là sao trong quá trình mà ghi Hunter điện tim không có lúc nào nhịp chậm dữ dằn để nó có khả năng gây ra triệu chứng, và kể cả lúc mà cái nhịp chậm nó bình thường đi nữa thì bệnh nhân vẫn có cái triệu chứng. Như vậy thì mình có thể loại luôn và nó liên quan những cái nhịp chậm của mình cả. Đó tôi sẽ coi qua cái chuyện là bệnh nhân có nguyên nhân khác gây ra chóng mặt hay không, đó là cái lý do. À, cái mục tiêu của đo điện tâm đồ Hunter. Về cái vấn đề hồi hộp thì cái hồi hộp đây là cái mà lý do khởi đầu để phát triển điện đồ lưu động nè, hồi hộp đánh trống ngực mát. Tôi không biết rằng là điện tim của tôi lúc đó nó có vấn đề gì hay không, cái iWatch nó giúp mình cái này rất là nhiều ha. Rồi như vậy thì đây là cái chỉ định thường xuyên nhất, chỉ định thường xuyên nhất. Nhưng mà mình sẽ phải thấy rằng là mấy cái cô trẻ trẻ rồi mong manh dễ vỡ rồi mới yêu là mới bị từ chối yêu là cái gì đó thì nó hay khai cái này lắm, và người ta sẽ thấy rằng là đa số đều có nguyên nhân lành tính, nó không phải liên quan đến là nhịp đến một kinh hoàng ha, liên quan đến nhịp kinh hoàng 1/3 có thể
chẩn đoán dựa vào bệnh sử khám lâm sàng và bị tâm đồ. Ví dụ bệnh nhân trẻ trung vô đang cái kỳ thi tốt nghiệp hay là thi bộ môn nội gì đó căng thẳng dữ dằn, khai rằng là bệnh nhân tôi có về em có hồi hộp đến trong ngực, cảm thấy em bất an lo lắng, lúc đó cho đo cái điện tim ra nhịp xoang đẹp như mơ chẳng hạn, vậy nó hơi nhanh chút rồi tôi mới hỏi nội bây giờ có thấy hồi hộp nó vẫn có, thì tức là không có xác lập được cái triệu chứng với lại cái mối liên quan của cái chuyện tim đó, thì coi như cô trấn an cho về, cho vào viên thuốc liên quan đến vấn đề tâm lý thì cho về chẳng hạn, vậy thì giả dược gì đó chẳng hạn vậy, và có dặn dò rằng là nếu như vẫn còn nó dai dẳng thì quay lại đây để tôi phải sát thâu thôi, đa phần thấy ai quay lại thôi là tức là ổn hết rồi. Nhưng mà điện đồ lưu động lại nên được thực hiện nếu bệnh nhân có những cái tình huống sau. Đầu tiên là gợi ý rằng là nhịp dữ dằn quá, gợi ý rằng là nhịp dữ dằn quá chẳng hạn vậy, tức là lúc đó tôi thấy hồi hộp dữ lắm, tim tôi đập rộn ràng lắm, bây giờ thì sao cô, tôi không thấy hồi hộp nữa, đo điện tim ra nó lại tốt, tức là nó có khả năng nó có sự tương xứng về cái vấn đề triệu chứng và cái rối loạn nhịp. Cái thứ hai, bệnh nhân có bệnh tim cấu trúc, có tiền căn đột tử từ cứu sống hoặc là có bệnh lý kênh di truyền, đương nhiên là phải làm điện tim. Một bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim thăng hồi hộp sợ dữ lắm, có khả năng là phải cho cái hồng tơ điện tim vào. Bệnh nhân cần trấn an và có giải thích thỏa đáng về triệu chứng. Cái này tức là tôi nằm là tôi đi 50 cái bệnh viện mà chỗ nào cũng nói tôi không bị gì mà tôi không tin chẳng hạn vậy, thì lúc đó đành phải đo cho đo cái hồng tơ điện tim và nói rằng là có khả năng nó bình thường á, khả năng nó bình thường. Bệnh nhân có triệu chứng đòi hỏi cái điều trị chuyên biệt dựa trên chẩn đoán chuẩn mực về nhịp chẳng hạn vậy. Chuẩn mực về nhịp chẳng hạn vậy. Ví dụ người ta khang về ngoại về hồi hộp bên trong ngực thì chẳng hạn vậy, đo cái điện tim 12 đầu trình thì nó ra nó không có rõ ràng lắm đó là cái nhịp gì, mà tôi nghĩ cũng có mà tôi thất cũng có, nhưng mà người ta khai triệu chứng rất là ghê chẳng hạn vậy, thì có khi mình sẽ cho đo cái Holter điện tim để mình ra, lỡ khi nó ra rung nhĩ sao ai biết được, thì lúc đó cái chẩn đoán của mình nó sẽ rõ ràng hơn và mình sẽ có cái hướng chẩn đoán và điều trị nó phù hợp hơn. Rồi vậy điện đồ lưu động có thể phát hiện được cái gì? Tôi thấy tất cả các rối loạn nhịp đều có thể phát hiện được hết, từ rối loạn nhịp chậm cho rối loạn nhịp nhanh. Cho nên nhắc lại, muốn đọc được điện đồ lưu động và phân tích được thì phải hoàn tất cái khóa này rất là xịn, và có khả năng là phải đăng ký thêm cái khóa điện tâm đồ nâng cao, tại lúc đó người ta dạy về nhịp rất nhiều. Chứ còn mà dở ra nó không biết mình không biết nó là coi như xong, cho đo điện tôi điện đồ 500.000 xong mà không xài được gì hết thì uổng lắm. Cái chỉ định lâm sàng thứ hai là liên quan đến đau ngực và thiếu máu cơ tim đập cục bộ nha, đau ngực cục bộ. Cái chỉ định này thực sự ra nó chỉ nằm ở trong cái đồng thuận, nằm ở trong cái đồng thuận của cái hội này thôi, của nhóm tác giả này thôi, chứ còn ở trong cái bài mà chẩn đoán bệnh mạch vành đó thì ít khi nào mà người ta hầu như tôi không thấy là đưa cái Holter điện tim vào. Nếu có thì nó chỉ liên quan đến cái chuyện mà co thắt mạch vành mà thôi, tại vì khi mà theo cái co thắt mạch vành rất là buồn cười, và nó là buồn cười nó liên quan đến gắng sức mà nó nảy lúc nào nó thích nảy thì nó nảy, cho nên cái chuyện mà đo Holter điện tim để mà chụp được cái cơn lúc mà cái điện ST nó trên lên trong cái vấn đề co thắt mạch vành đau thắt ngực metan á thì nó có thể giúp trong cái chẩn đoán nha, trong cái chẩn đoán. Chứ còn mà cái chuyện mà để mà coi ST trên xuống để mà coi cái vấn đề mà thay đổi sóng T gì đó chẳng hạn vậy, thì cái chuyện mà đau ngực và cái mối liên quan của tim nó thì chỉ có cái vai trò nào đó thôi, chứ nó không phải là trong cái gala chuẩn mực của châu Âu hay châu Mỹ về chẩn đoán bệnh tim mối cục bộ người ta đề cao chuyện này ra. Cái này liên quan đến hội về nhịp của châu Mỹ của Hoa Kỳ người ta đưa cái này ra, nhưng mà nó nên nói cho rõ hơn đó là mình học cái gì thì mình theo đúng chuẩn mực của cái hội đó. Mình học về vấn đề bệnh lý tim mạch tăng huyết áp thì mình sẽ theo hội tim mạch Việt Nam, hội tim mạch Hoa Kỳ, hội tim mạch châu Âu chẳng hạn vậy. Xem xét về nhịp về Holter gì đó thì mình sẽ theo cái hội nhịp, nhưng mà để mà có hội nhịp mà quyết về cái bệnh lý mạch vành thì có vẻ là mình sẽ phải cân nhắc dữ lắm nha, cũng phải là chê, nhưng mà mình sẽ biết là cái hình đó là cái hình dựng, cho nên mình mà sử dụng cái hình dựng để mà phân tích về hình thái là tôi thấy nó không ngon rồi. Và mình phải nhìn luôn cái dòng cuối cùng, cái độ đặc nhạy, độ đặc hiệu có 62%, độ nhạy 62%, độ đặc hiệu 61%, tôi thấy nó không cao. Hồi nãy cái điện tim gắng sức thì còn chê, nó huống hồ bây giờ thế này. Cho nên mấy anh chị sẽ hầu như không bao giờ thấy cái cho cái điện tim, monitor điện tim để mà chẩn đoán đau ngực và bệnh tim nó cục bộ. Nếu nghi ngờ pacemaker thì may ra có thể cho. Rồi. Về cái vấn đề chẩn đoán thì nó cho những cái chuyện đó.
Còn cái Holter điện tim nó còn có vai trò về tiên lượng và phân tầng nguy cơ. Vậy thì tiên lượng ở đâu? Tiên lượng ở trong tất cả, hầu như tất cả các bệnh lý về tim mạch thì đều có khả năng phát sinh một cái loại nhịp và đều có khả năng sử dụng được cái Holter để mà coi coi cái nguy cơ nó đi đến đâu. Thì bao gồm có hội chứng và vành cấp, rồi bệnh cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim phì đại nha, bệnh cơ tim phì đại. Thì mình sẽ thấy rằng là cái gì, đối với chứng vành cấp thì mình sẽ thấy rằng là hồi xưa chứng vành cấp mà không có can thiệp á, có nhầm thất ngắn là người ta sợ dữ lắm, ta sợ đột tử. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân đã được tái tưới máu và chạm beta rồi thì nhầm thất ngắn nó cũng ít xuất hiện, và cái vai trò của nó không phải là yếu tố tiên lượng độc lập nha. Nhưng mà sau nhồi máu cơ tim cấp mà có suy tim, nhất là ơ ép nó giảm hàng vậy, thì cái khảo sát Holter nó sẽ giúp cho mình đánh giá được là bệnh nhân này nguy cơ đột tử có hay không, nó vẫn là yếu tố cơ tim độc lập. Đối với bệnh cơ tim giãn nở thì nhanh thất ngắn thì giá trị nó không rõ ràng, giá trị nó không rõ ràng, người ta không sử dụng cái Holter mà có nhanh thất ngắn để mà bệnh cơ tim giãn nở để mà người ta dùng để đặt ICD đâu, người ta không dùng cái đó đâu nha, người ta không dùng cái đó đâu. Về bệnh cơ tim phì đại thì có 30% là có nhanh thất ngắn, 38% nhanh trên thất. Rồi thì đối với bệnh tim phì đại, bệnh nhân đột tử rất là nhiều, bệnh nhân quan rất là nhiều, cho nên có thể là khuyến cáo mạnh ha để mà đo khảo sát điện tâm đồ lưu động hơn 48 tiếng cho cái nhóm bệnh cơ tim phì đại. Những cái bệnh lý khác thì mấy anh chị sẽ thấy ha, nhiều lắm, bệnh cơ tim hoặc là loạn sản thất phải sinh đố loạn nhịp, cái này nó cực kỳ quan trọng. Loạn sản thất phải sinh đố loạn nhịp cực kỳ khó chẩn đoán, mai mốt mấy anh chị có thể học, khó chẩn đoán dữ lắm chứ không phải là không. Siêu âm không thấy gì, điện đột mơ mơ hồ hồ, tự nhiên rối loạn nhịp lăn đùng ra vậy đó chẳng hạn vậy. Thì cái chuyện mà đo Holter điện tim là một trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, cho nên đã nghi ngờ đến là phải cho làm. Nếu như mà làm mà ra thì lúc đó cộng điểm thì nó có một điểm, cộng thêm những cái tiêu chí khác liên quan đến MRI, siêu âm hay là điện tâm đồ, những cái sóng mà đặc biệt, thì lúc đó mình sẽ coi gia đình trên sẽ coi coi bệnh nhân có đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán là loại ra nước phải sẽ là nhiều không, có cái bệnh này có khi là phải đặt máy chẳng hạn vậy. Rồi hội chứng hoặc Parkinson White sẽ coi coi bệnh nhân có vào những cái cơn nhịp nhanh hay không chẳng hạn vậy. Và những cái loạt hay phía sau nó liên quan đến cái chuyện mà là bệnh nhân có nguy cơ vào cái rối loạn nhịp hay không. Tôi tách cái này riêng ra lý do là tôi thấy mấy cái này nó hơi hy hữu, là bệnh thần màng mà thẩm phân cái ít khi nào mấy anh chị thấy đó. Bệnh lý thần kinh cơ, ngưng thở khi ngủ, và những bệnh nhân vận động viên mà hoạt động thể lực rất là dữ dằn thì người ta cũng có thể gắn cái Holter để người ta coi rằng là bệnh nhân có khả năng bị rối loạn nhịp xảy ra trong những cái trường hợp mà đang thẩm phân không, đang ngủ không, hay là đang vận động rất là mạnh không, thì cũng có thể có chỉ định đó. Một cái chỉ định, nhóm chỉ định khác của cái Holter điện tim tức là đánh giá trước và sau điều trị rối loạn nhịp. Trước và sau điều trị rối loạn nhịp, trước tôi ra chẩn đoán, tôi coi được mức độ, tôi phân tầng được nguy cơ, sau điều trị rối loạn nhịp nó có cải thiện hay không, nguy cơ nó có đi xuống hay không, thì đương nhiên cái chỉ định này tôi nghĩ nó hợp lý rồi. Như vậy thì đánh giá rối loạn nhịp thất được, rung nhĩ cũng được, nhưng mà đa phần là tôi không có làm, tại vì trên lâm sàng đủ sức để mà đánh giá được rồi. Các thiết bị trong tim là cái quan trọng nha, tôi xin lỗi để tôi mute lại. Các thiết bị trong tim là cái quan trọng, tại vì mình sẽ cần phải khảo sát rằng là đặt cái thiết bị đó vào nó có hiệu quả hay không, tốn tiền đó nha mấy anh chị, đặt một cái máy tạo nhịp, đặt một cái ICD tốn tiền dữ lắm, cho nên cần phải đánh giá cho nó kỹ. Đó là tôi kết luận. Như vậy thì điện tâm đồ lưu động là phương pháp phân giờ chức năng đã được gần 70 năm rồi. Hiện tại là ngoài từ cái thời ông Holter mà đeo nguyên một cái ba lô ở trên lưng, bây giờ là nó đã rất là nhỏ gọn và nó cải tiến rất là nhiều về kỹ thuật. Từ cái vấn đề thu truyền tải và phân tích thì tất cả nó đều rất là tiến bộ rồi. Và nó có giá trị trong chẩn đoán rất là nhiều. Nó cũng có giá trị trong tiên lượng và phân tầng nguy cơ theo dõi điều trị. Cái chuyện mà lựa chọn thiết bị thì tôi đã hướng dẫn ngay từ đầu, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ bệnh nhân cho đến sở tại. Và cuối cùng mà chắc là tôi chưa có kêu vô đây mà tôi cũng dám đi vô đây, nhưng mà cái quan trọng nó vẫn là cái con người, tức là đọc Holter điện tim nó chính là đọc rất là nhịp, đọc điện tâm đồ bình thường
ra mình chỉ phải rèn cho bằng được, hoặc là tiếp cận phải thấy được tất cả các loại nhiều và nhận diện ra được, thì lúc đó may ra mình mới có thể sử dụng được hiệu quả cái cận lâm sàng này. Rồi như vậy là tôi hết bài, mình chỉ có thể coi thêm ha. 2017 hội rất là nhiều Hoa Kỳ à, trong cái consensus, tức là cái đồng thuận của chuyên gia, tôi lấy trong đó ra rồi ông ha.